Xin kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo vệ pháp luật của Truyền hình Kiểm sát Nhân dân. Thưa quý vị và các đồng chí, Hải Dương là một trong số ít những địa phương trong cả nước về đích nông thôn mới trước thời hạn so với quyết định của Chính phủ về kế hoạch thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong thành quả chung đáng tự hào đó, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đã có những đóng góp quan trọng, đặc biệt là góp phần cùng địa phương thực hiện tốt tiêu chí số 19, đảm bảo 100% số xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội. Nhà máy nước Phượng Hoàng thuộc địa bàn xã An Phượng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Cách đây không lâu, công trình này từng là xuất phát điểm của tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp. Nguyên nhân là do người dân không đồng tình với việc chính quyền giao nhà máy nước này cho công ty Phượng Hoàng quản lý và khai thác. Đỉnh điểm của sự việc là ngày 16 tháng 3 năm 2020. Trong lúc chính quyền xã đang họp với lãnh đạo công ty Phượng Hoàng, thì một nhóm người đã mang theo loa, đài, chiêng trống, hô hào kích động người dân, kéo về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã gây rối trật tự công cộng, xô đẩy, thóa mạ, xúc phạm những người dự họp, khiến cuộc họp phải dừng lại và mọi hoạt động của các ban ngành, đoàn thể bị ngưng trệ. Sau đó, nhóm người này đã kéo nhau đến nhà máy nước, đuổi giám đốc và nhân viên ra ngoài, khóa cổng và dựng lều bạt phong tỏa nhà máy nước. Trước sự việc này, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Hà đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét giải quyết sự việc đúng theo quy định của pháp luật. Sau khi chính quyền quyết định bàn giao nhà máy nước về cho công ty nước sạch và vệ sinh môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý, vận hành, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Hà đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ lều bạt dựng trái phép trước cổng nhà máy, đồng thời tiến hành thu thập chứng cứ, xem xét hành vi phạm tội của nhóm người cầm đầu, lôi kéo kích động nhân dân gây rối trật tự công cộng. Kết quả, đầu tháng 5 năm 2020, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Thanh Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng. Sau vụ việc này, những người dân bị lôi kéo kích động đã nhận ra sai lầm của mình. Việc khiếu kiện cũng đã chấm dứt, cuộc sống của người dân trên địa bàn đã bình yên trở lại. Cũng tại địa bàn huyện Thanh Hà, quá trình giải tỏa mặt bằng để triển khai thi công tuyến đường 390 chạy qua địa bàn xã Thanh Xá từng xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người do một số người dân yêu cầu đền bù đất thuộc hành lang an toàn giao thông với giá đất thổ cư. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Hà đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cán bộ các ban ngành đoàn thể tiến hành tuyên truyền, vận động. Tuy nhiên vẫn có 12 hộ dân kiên quyết không chịu di rời. Để đảm bảo việc thi công tuyến đường đúng tiến độ, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Sau cưỡng chế, các hộ dân đã tự nguyện nhận đền bù và không còn khiếu kiện. Đến nay, tuyến đường đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ tốt cho đời sống dân sinh. Đến trước đại hội cấp cơ sở, thì trên địa bàn huyện Thanh Hà còn tồn tại hai cái điểm liên quan đến tình hình an ninh nông thôn, thế mà cũng rất được ban thường vụ rồi các đồng chí lãnh đạo huyện, tỉnh quan tâm chỉ đạo. Thế và nắm bắt cái tình hình này thì Viện Kiểm sát chủ động nắm bắt tình hình ở dưới địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Trên cơ sở đó thì có cái phân loại rồi tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy, rồi ban dân huyện các cái phương án để xử lý, giải quyết cái vấn đề. Thế và trong tháng 5 thì Viện Kiểm sát đã tham mưu cho Ban Thường vụ chỉ đạo phối hợp các ngành trong cái khối nội chính giải quyết đảm bảo xong hai cái điểm này. Để làm tốt cái công tác tham mưu cấp ủy thì chúng tôi cũng xác định là cái nhiệm vụ kiểm sát là nhiệm vụ chính trị, để đảm bảo cái công tác là cái việc là thực hiện các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh việc là sai về thủ tục cũng như trình tự, dẫn đến là người dân tiếp tục khiếu nại kéo dài thì sẽ gây bất ổn trong tình hình trên địa bàn. Để giữ ổn định tình hình an ninh trật tự, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đã kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố ngay từ cấp xã. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện với Ủy ban Nhân dân các xã, những thông tin về tình hình vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn đã được xã kịp thời thông báo cho Viện Kiểm sát Nhân dân huyện. Viện Kiểm sát Nhân dân
tiến hành kiểm sát và định kỳ hàng tháng thông báo lại kết quả giải quyết cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Qua đó, đảm bảo việc tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm kịp thời, chính xác, hạn chế thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Trong những cái năm qua, Đảng ủy cũng rất quan tâm về cái công tác tố giác tội phạm và chỉ đạo công an xã là thường xuyên nắm bắt và xử lý báo cáo với lại viện kiểm sát để xử lý theo cái thẩm quyền. Và cũng lãnh đạo ủy ban xã cũng đánh giá rất cao về cái công tác nắm bắt tình hình an ninh chính trị trật tự ở địa phương, nhất là đối với viện kiểm sát nhân dân của huyện Kim Thành. Nhờ làm tốt công tác kiểm sát, việc tiếp nhận thông tin tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cấp xã, nên tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trung bình hàng năm trên toàn địa bàn tỉnh đạt trên 98%. Qua công tác kiểm sát, trong vòng 8 năm từ đầu tháng 6 năm 2019 đến hết tháng 5 năm 2020, Viện Kiểm sát 2 cấp đã ban hành 602 yêu cầu khởi tố vụ án, yêu cầu khởi tố bị can, 100% yêu cầu được cơ quan điều tra thực hiện. Đơn cử như vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa hai ô tô kéo rơ móc với một xe ô tô con tại địa bàn xã Lai Vu, huyện Kim Thành vào tháng 7 năm 2019, khiến người điều khiển ô tô con tử nạn. Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng. Tuy nhiên, quá trình kiểm sát, việc giải quyết tin báo, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kim Thành nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nên đã yêu cầu cơ quan điều tra ban hành quyết định khởi tố thêm một bị can. Hiện cả hai đối tượng trong vụ án này đang chuẩn bị được đưa ra xét xử. Trên cơ sở là cái nắm bắt tình hình thì và cái chỉ đạo chung ấy, thì chúng tôi có yêu cầu là Viện Kiểm sát cấp huyện ký quy chế phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân cấp xã trong cái việc quản lý thông tin về tội phạm. Thế thì qua đó thì hàng tháng là Ủy ban Nhân dân cấp xã có cung cấp cho Viện Kiểm sát cấp huyện những cái thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm xảy ra ở địa bàn. Qua đấy thì chúng tôi đối chiếu với lại cơ quan điều tra, này những cái thông tin mà người ta cung cấp đến cơ quan điều tra thì có những cái thông tin là nó cũng chưa được đầy đủ. Chính vì vậy mà đã phát hiện được cái số mà tin báo là có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa được đưa vào giải quyết. Thì chúng tôi có kiến nghị và yêu cầu là cơ quan điều tra thụ lý. Không chỉ kiên quyết tấn công tội phạm, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Hải Dương còn triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa. Một trong những giải pháp hữu hiệu đó là tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động. Trong 8 năm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Hải Dương đã phối hợp với tòa án và chính quyền địa phương đưa ra xét xử lưu động gần 2.400 vụ án hình sự. Trong thời điểm cả nước đang tập trung quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Sách phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng của địa phương đã kịp thời điều tra, truy tố, xét xử lưu động vụ án Lê Quang Huy phạm tội cướp giật tài sản theo thủ tục rút gọn để đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương cũng như đất nước. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, khi lực lượng chức năng đang tiến hành đo thân nhiệt để kiểm soát dịch, thì Lê Quang Huy đã có hành vi cướp giật máy đo rồi lái xe bỏ chạy. Ngày 24 tháng 4, Lê Quang Huy đã bị tuyên phạt mức án 4 năm tù về tội cướp tài sản, tịch thu 50% giá trị chiếc xe ô tô là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Thực tiễn trong nhiều năm qua, thì giữa Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Sách thì hàng năm bình quân đều tổ chức từ 13 đến 15 phiên tòa lưu động xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn huyện Nam Sách. Thế và thông qua xét xử các phiên tòa lưu động thì chúng tôi nhận thấy rằng hiệu quả về công tác tuyên truyền pháp luật. Thì những vụ án mà tổ chức tại hội trường xét xử của tòa án thì số lượng quần chúng nhân dân đến tham dự rất ít. Thế tuy nhiên thì các phiên tòa xét xử lưu động thì số lượng quần chúng nhân dân tham dự rất đông. Có những phiên tòa thì Ủy ban dân cấp xã cũng phải hỗ trợ để che thêm cả rào để cho nhân dân đến tham dự.
Bên cạnh đó, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật ở các xã và cộng đồng dân cư cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp ở Hải Dương đặc biệt quan tâm. Đây là một buổi tuyên truyền pháp luật được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Sách phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Đồng Lạc tổ chức. Những quy định của luật an ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua được kiểm sát viên truyền đạt gắn với những ví dụ cụ thể như những trường hợp bị xử phạt do phát tán thông tin không chính xác về dịch COVID-19 xảy ra ngay tại địa phương là những kiến thức hết sức bổ ích giúp người dân tránh được vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết. Chính vì cái tầm quan trọng của cái việc tuyên truyền pháp luật đối với nhân dân, thế nên là các cơ quan, ví dụ như cơ quan Viện Kiểm sát này, rồi công an này, rồi sự phối hợp với nhau của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là thường xuyên tổ chức những cái buổi tuyên truyền pháp luật đối với lại nhân dân, đối với lại nhà trường, thế mà thậm chí là tổ chức đến tận các đoàn thể. Từ trước đến nay thì các cái thông tin, các cái buổi tuyên truyền pháp luật ấy, nhất là tuyên truyền miệng như này thì tức là chúng tôi hiểu rất là sâu về pháp luật. Thế và thông qua cái này có cái tờ rơi thì cũng về tuyên truyền cho các bà con chòm xóm, thì rồi các hội đoàn thể là người ta cũng chấp hành rất là tốt. Không chỉ nỗ lực góp phần xây dựng nông thôn mới bằng chính những hoạt động nghiệp vụ, cán bộ kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương còn tích cực huy động sức người, sức của, góp phần cùng các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đã có những công trình mang đậm dấu ấn tình nghĩa của người cán bộ kiểm sát với đảng bộ, chính quyền nhân dân địa phương như công trình trạm y tế, trụ sở, khuôn viên, khu thể thao của xã Liên Hòa do Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kim Thành đóng góp và vận động các nhà hảo tâm tài trợ xây dựng, chỉnh trang với số vốn đầu tư hơn 3 tỷ 500 triệu đồng. Cũng đã có những tấm gương của người cán bộ kiểm sát biết hy sinh quyền lợi cá nhân để góp sức cùng địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Kiểm sát viên Phùng Văn Huấn, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Sách là một trong số đó. Trong điều kiện gia đình còn hết sức khó khăn, mẹ già, con nhỏ lại phải chăm lo cho cuộc sống của người dì và hai cháu nhỏ. Cả gia đình 7 người chỉ trông chờ vào 2 suất lương của cặp vợ chồng trẻ. Nhưng khi địa phương triển khai dự án mở rộng đường làng, anh đã tình nguyện tháo dỡ, xây lại hàng rào, cổng ngõ với chi phí lên đến cả 100 triệu đồng để hiến 40 mét vuông đất ở cả hai bên đường phục vụ việc mở rộng đường giao thông nông thôn. Phong trào xây dựng nông thôn mới đã được các cấp kiểm sát đã quán triệt và vận động trong toàn ngành. Đấy, và tôi đã được các đồng chí lãnh đạo viện tỉnh cũng như các đồng chí lãnh đạo viện trong cơ quan đã vận động về hiểu được cái ý nghĩa của cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Nên chính vì vậy là mặc dù gia đình cũng còn nhiều khó khăn, nhưng tôi, bản thân tôi đã về vận động gia đình và người thân hiến được những mấy chục mét vuông đất để góp phần cho địa phương xây dựng nông thôn mới. Thêm về cái công tác hỗ trợ về cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các cấp các ngành trong cái việc tạo điều kiện để hỗ trợ về vật chất. Cụ thể là đã kêu gọi một số cái doanh nghiệp hỗ trợ đầu tư cho địa phương. Thế và cũng đã phối hợp để kêu gọi hỗ trợ để xây dựng được một cái trạm y tế và một ủy ban nhân dân xã. Tổng số tiền là trên 3,5 tỷ đồng. Thế và cũng đã động viên bà con nông dân ấy, hỗ trợ đất để làm đường được trên 3 km đường giao thông nông thôn. Thế còn trong ngành thì cũng đã chỉ đạo toàn bộ công chức nhân viên trong ngành hỗ trợ, tổng số hỗ trợ là được trên 100 triệu đồng. Chính từ những việc làm thiết thực cả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong cuộc sống thường ngày mà cán bộ kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tỉnh Hải Dương đã góp phần cùng địa phương đạt được thành quả quan trọng về đích nông thôn mới trước thời hạn. Theo kế hoạch chính phủ giao, đến cuối năm 2020, tỉnh Hải Dương có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất có một huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thế nhưng tại thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có hơn 90% số xã, 8 trong số 12 huyện thị đã và đang được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều xã và huyện thị đang thực hiện mục tiêu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục bảo vệ pháp luật của truyền hình Kiểm sát Nhân dân tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc.
Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.